Đức Tính xin kính chào mọi người. Hôm nay Đức Tính có cái dịp đi quay phim đám cưới miền Tây nè quý vị. Ngày sẵn để Đức Tính giới thiệu cho quý vị một cái gặp cưới miền Tây ha. Đây, xe máy đang để chuẩn bị. Tính tưởng là trong cái thời buổi hiện đại thì mấy cái này sẽ được làm giả chứ, nhưng mà không ngờ hôm nay tận mắt chứng kiến đây là những cái trái cây thật luôn. Đây là trái ớt đây, ớt trái cao, cái bông hoa cúc. Đó, người ta lấy ta ghim vô, ta chỉ có cái nền sẵn thôi. Hôm ngày Đức Tính cũng quay nhiều cái cổng này nhưng mà không có để ý. Hôm nay để ý kỹ thì thấy là tưởng đâu là giả không, mà giờ không ngờ là thật không luôn. Đó, cái lá khóm là cái cánh của cái con cùng cùng là lá khóm ha. Rồi trái ớt, rồi trong đó là hoa cúc màu trắng, màu tím rồi tới màu vàng. Chỉ có những cái giống như cái chân nè. Cái chân là người ta làm bằng một cái chất liệu nhựa hay gì đó. Như mấy cái mỏ của, với cái mồng của nó thì làm bằng có làm sẵn thôi, còn lại là đều là những cái hoa thật hết, hoa trái, những cái hoa hồng đây thật hết. Ở trên đó là những cái cánh dừa, quý vị, cánh lá dừa nước. Đây nè, những cái cao thật không này ha. Nó quay gần cho quý vị thấy nè. Cái cao. Đậu bắp, cái đậu bắp thì trái ớt đó, là thật hết. Có đám cưới miền Tây thời buổi hiện đại nhưng mà cũng vẫn còn làm bằng những cái chất liệu, những cái bằng cái cây trái thật không, rất là độc đáo hay không gì đẹp ha. Tấm ảnh vô để đây, bên này là con rồng rất là đẹp. Đây có tấm ảnh mà giờ nắng dẹp rồi. Đây là con phụng. Rất là độc đáo, rất là đẹp. Những cái anh chàng làm nghề này phải nói có những cái mắt thẩm mỹ và những cái hoa tai rất là độc đáo. Nó đẹp không gì? Đó, cổng cưới miền Tây. Miền Tây quê hương tôi, miền Tây quê hương Hiền Hòa. Bên đây thì có một cái bức chụp ảnh nè. Nhưng mà sáng cái góc này bị nắng á, cho nên là ta cũng chụp bên cái cổng này không. Chụp cái cổng này thì đẹp rồi, quá độc đáo. Cái cổng này ở miền Tây thì cũng không có rẻ đâu quý vị. Cổng này có giá cũng trên 10 triệu ạ, tầm khoảng mười mấy triệu một cái cổng cưới này đó. Người ta trang trí cho mình cái cổng cưới này tầm khoảng mười mấy triệu ạ. Giá cũng đắt hay quý vị ha. Công sức như thế này để mà sao không đắt được. Với lại mua cái những cái hoa này thì cũng rất là đắt tiền. Còn hoa thật hết. Quá công phu luôn. Ở bên đây cũng rất là nhiều hoa. Những loại cây trái, cây cao, cây ớt, cây đậu bắp. Cô vô miền Tây. Cô vô miền Tây. Cô cho mẹ cô vô. Ơi, phát tay chào cái nào, phát tay chào anh em. Đây là anh em làm chung. Anh em này chụp ảnh mình quay phim. Nhân này rất nhiều khách đến quý vị. Hồi sáng đã đãi hết một dòng khách rất là đông. Bây giờ khách của buổi chiều. Em vợ sắp xếp cô dâu cho bánh với mẹ đây. Anh cưới có cái cổng hoành tráng hay gì. Đi cho đều nha. Rồi cô dâu đứng lại bên kia buông hàng ra, tới nè, buông hàng tới nè, đều ra nè, đều ra nè. Nè, đứng lại. Đều bước nè. 1 2 3 4 cô dâu đứng lại và hàng dạt tới. Dạt tới. Dạt tới đều hàng ra, đều hàng ra, quăng không bao xa nè, quăng nè, quăng, quăng. Rồi nè, vui nè, vui nè, phát tay chào nè. Cô dâu, né quăng bên giùm anh nè, né qua, né qua. Đưa cô dâu giùm anh xíu em gái. Dạ. Đưa cô dâu giùm em anh xíu. Tiếp tục luôn.
Ok lại. Rồi vui nè mọi người ơi. Rồi mấy chàng trai bưng mâm vỗ tay nè mấy em ơi. Vỗ tay. Rồi vui nè, vui nè. Quay sao đẹp tôi mới chịu nha. Lắc tay em ơi, chú rể vui nè. Rồi mấy chàng trai đầu tiên chào cái mâm qua, chào mâm, mâm kế luôn. Tiếp luôn, tiếp luôn. Rồi thẳng hàng ra. Rồi bước vô chú rể ơi, đi vô từ từ. Rồi chú rể đi tới đâu mâm đi tới đó, mâm theo. Mâm theo luôn. Rồi mấy chàng trai nói đua luôn em ơi. Chạy hối, ta ta đây luôn mà hối. Rồi theo cúi đầu cảm ơn mẹ luôn nè. Cúi đầu cảm ơn mẹ cô Dâu ơi. Rồi, xin mời mẹ về chú Chí ngồi đi à. Hai đứa giữ nguyên đó. Nhau đấm đuối nè. Rồi 2 3 rồi. Rồi chào hoa nè. Rồi xin phép quý tộc mình cho chú rể hôn cô Dâu được không à? Được không quý chú ơi? À vỗ tay hôn em ơi, vỗ tay rồi hôn nè. Chú rể hôn cô Dâu, hôn. Rồi. Dạ mời chú đại diện tiếp lễ. Tiếp theo kéo qua mình dặn vô. Cho sao cho anh thấy cái vòng vàng nè, không thấy nè. Rồi nhìn lắc cô em nè, nhìn đây em ơi, nhìn đây em ơi. Trời ngó quan xã cười các ơi. Hai đứa nhìn nhau cười, nhìn nhau. Nhìn vợ kìa, Rồi cứ đeo bình thường đi, Rồi. Rồi dính sao cho thấy chiếc nhẫn nè. Nhìn xuống chiếc nhẫn nè, coi dâu nhìn xuống chiếc nhẫn nè, cười nè. Đức Tính vừa chia sẻ đến toàn thể quý vị những cái thước phim mà trong lúc Đức Tính đi làm show đám cưới ở miền Tây với một cái cộng hoa rất là đẹp. Video đến đây xin được khép lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc sức khỏe tất cả mọi người. Xin chào, kính chào.